Game Mobile Mobile. Lời nói đầu tiên mình xin chúc tất cả mọi người có một ngày làm việc thật là hăng say, thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Kính thưa quý vị các bạn, hôm nay chúng ta trở lại câu chuyện về tỉnh thất bồng lai, thiền am bên bờ vũ trụ. Chúng ta cùng tìm hiểu và phân tích một video mới nhất của bên thiền am, đó là pháp tâm. Xin lỗi mọi người nhé, đức tâm. Lỡ đặt tên đề nhầm, mọi người chờ mình tí nha. Đức tâm trong pháp tâm. Đức tâm 3 tuổi lên trên mạng thuyết pháp, các bạn chờ chút nha. Tại nhớ pháp tâm quá, ghi pháp tâm luôn. Pháp tâm chỉ có 3 tuổi thôi. Đã có một cái buổi thuyết pháp, nói chung là cũng rất là hay so với tuổi của em này, của cháu này, thì đó là một cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Ok, trong cái buổi này thì đúng là có những cái lời khuyên dạy mọi người sống cho cái sự hòa bình, mọi người sống trong cái sự cao đẹp, lấy chân thiện mỹ làm gốc rễ, và nói về duyên cơ, tại sao chúng ta là anh em, tại sao chúng ta là gia đình, tại sao chúng ta sống với nhau, tại sao chúng ta là cha con, vân vân và vân vân. Thì tôi nói mọi người nghe cái nội dung này á, thứ nhất là nói về vấn đề tu tại gia, tu tại gia đình. Gia đình là một tế bào của xã hội. Nếu một gia đình tu đạo tốt, có đạo đức tốt, thì có một cái xã hội tốt. Đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên có những chi tiết mà Đức Tâm nhắc đi nhắc lại mà chúng tôi cảm thấy là hết sức là bất ngờ, là cái dạng gia đình tu chung. Gia đình tu chung là ám chỉ điều gì? Có phải là họ úp úp mở mở một vấn đề nào đó không? Và tôi nói mọi người, nói về vấn đề đạo đức, vấn đề tu hành, thì tôi nói mọi người nghe nó đụng chạm với tôn giáo. Chúng ta là cái người tu tại gia thì chúng ta không cần bằng cấp. Nhưng chúng ta muốn thuyết giảng hay là chúng ta muốn thuyết trình một vấn đề nào đó thì người ta phải đòi hỏi ông đó phải có bằng cấp. Các bạn nhé. Giống như một bác sĩ muốn hành nghề thì bác sĩ đó phải có bằng cấp. Không thể nào hành nghề mà không có bằng cấp được. Trong tu hành nó cũng vậy. Chúng ta muốn mở ra một cái tu viện hợp pháp và chúng ta muốn có một cái chức sắc nào đó thì chúng ta phải học hỏi và phải có bằng cấp. Giống như chúng ta xây dựng một cái công trình nào đó thì chúng ta phải có cái chứng chỉ về cái công trình đó. Giống như ký hoàn công mà để cho công nhân ký, làm sao được các bạn? Ký hoàn công là phải cho kỹ sư hay là kiến trúc sư ký, chứ một người công nhân làm sao ký được. Do đó là trong vấn đề chúng ta tu tại gia, chúng ta không ai cấm cản chúng ta tu tại gia cả. Tôi còn hoan nghênh những vấn đề đó. Tuy nhiên chúng ta tu hành mà chúng ta muốn đưa cái sự tu hành chúng ta ra nhân rộng lên. Giống như các bạn muốn làm một thầy giáo thì các bạn phải tháo giày. Thì lỗi, nói chơi mọi người. Các bạn muốn làm thầy giáo thì các bạn phải học đại học sư phạm. Sau khi học đại học sư phạm ra, các bạn phải qua thêm cái lớp bằng cấp chứng nhận giáo dục. Cái kia bằng cái gì đó, không phải chứng nhận giáo dục đâu. Chứng chỉ hành nghề giáo dục hay là thế nào đó. 6 tháng thì các bạn mới được ra ngoài các bạn dạy học. Thì trong câu chuyện về thiền am nó cũng vậy. Tôi cũng rất là hoan nghênh nếu thiền am tiến thêm một bước nữa sẽ hoàn thiện được những cái mà thiền am chưa làm được. Đó là giấy tờ hợp pháp, một tu viện hợp pháp. Để mất công người ta nói mình tu chui té ngửa. Mặc dù chuyện tu hành là xuất phát từ tâm, tuy nhiên chúng ta muốn giảng dạy cho một ai đó hay là chúng ta muốn làm thầy một ai đó thì chúng ta phải có bằng cấp, người ta mới gọi mình bằng thầy. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta bảo rằng tôi là đức cao trọng rộng, tôi là một cái nghề giáo, tôi có dạy. Ok, cái chuyện đó chuyện bình thường. Nhưng đó là vấn đề của những năm về trước, những cái năm mà chúng ta gặp khó khăn,
về kinh tế, chúng ta gặp trắc trở về giao thông, chúng ta gặp nhiều cái sự việc mà do chúng ta, đất nước chúng ta trải qua hai cái chiến tranh, do đó là người ta sẽ chấp nhận cho những người biết chữ biết viết dạy người khác. Tuy nhiên tại sao người ta mở cái trường bổ túc ra để làm gì? Để cho những cái người vừa làm vừa học, người ta sẽ bổ túc lại những cái gì mà pháp luật công nhận. Chứ không phải anh muốn làm thầy giáo rồi anh phóng vô anh dạy rồi anh không có bằng cấp đâu dạy được. Còn cái chuyện tu hành nó cũng đơn giản quý vị thôi. Chúng ta phải phân biệt được hai vấn đề, tu thật là tu giả. Ok, xin chào chị Hằng Nguyễn. Xin chào chị Nguyễn Lê ZY. Thì chúng ta không thể nào phủ nhận được tại sao người ta có bằng cấp về Phật giáo, tại sao người ta có được cái chức danh, tại sao chúng ta không có. Và chúng ta bảo rằng chúng ta vẫn có được như thường bằng cái niềm tin nè. Nói thì tôi cũng muốn rằng những cái lời Đức Tâm nói hoàn toàn tốt đẹp cho cuộc sống này, không bàn cãi vấn đề này cả. Nhưng pháp tâm đó đã nói lên một cái gì đó. Pháp tâm đã nói những cái chân thiện mỹ đó cho ai? Cho chúng tôi để chúng tôi học hỏi, ok. Nhưng người thiền ngang có học hỏi được mấy cái đó không? Nếu học hỏi được những cái đó, tại sao lên mạng đòi 3 tỷ 3? Tôi là người ưa cắt cớ hỏi câu đó. Đúng không? Tại sao con nít rất ngoan, rất giỏi cái tiết pháp, rất giỏi như vậy mà người lớn lại làm không được? Rồi những khán giả của thiền ngang, rồi những YouTuber bảo vệ thiền ngang họ làm được những cái này đó không? Chúng ta là người tu hành mà chúng ta đi sân si với đời là đâu có đúng với chân thiện mỹ. Đúng không? Chúng ta là người tu tại gia, chúng ta tu trong lòng. Nhưng chúng ta muốn dạy dỗ một ai đó, chúng ta mở qua một cái buổi thuyết pháp thuyết trình thì chúng ta phải có bằng cấp ta mới dạy được. Cái đó là kêu bằng nghiệp nhớ rồi, nghiệp vụ sư phạm chị ơi. Chị Hằng Nguyễn ơi, cái đó bằng kêu bằng cái bằng nghiệp vụ sư phạm. Chúng ta học đại học sư phạm ra xong rồi chúng ta phải có thêm một cái bằng cấp là nghiệp vụ sư phạm thì chúng ta mới ra chúng ta dạy được, chứ không phải là chúng ta thích chúng ta làm thì chúng ta làm. Vấn đề mà pháp tâm đưa ra hoàn toàn chính xác, không có chê trách nhau đâu cả, nhưng có những chi tiết mà đức tâm khi pháp tâm rồi mà Đức Tâm đưa ra, đó là gia đình tu chung thì nhầm ý vấn đề gì thì tôi để cho khán giả tự biết. Bản tin hôm nay, buổi trưa hôm nay thì chỉ có nói bao nhiêu đó để cho khán giả có thể là giao lưu với Phương Miên Mobile. Thì những cái vấn đề mà Đức Tâm nói á, là hoàn toàn chính xác, chúng tôi không có một cái gì cả. Chúng tôi cảm thấy là không có một vấn đề nào cả các bạn. Không vấn đề nào cả, ok. Các bạn đã coi cái buổi thuyết pháp của Pháp Tâm chưa? Có ai coi được buổi thuyết pháp của Pháp Tâm chưa? Coi thì các bạn có thể là coi chúng ta cùng nhau nghe cái buổi thuyết pháp của Pháp Tâm. Thì chúng ta tối nay chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu về vấn đề này. Nói chung là 3 tuổi mà nói được một cái những cái lời như vậy là rất là tốt. Tuy nhiên thì vấn đề chúng tôi đang bàn luận ở đây á, là tại sao thứ nhất là không nói về vấn đề trình độ về cái vụ thuyết pháp mà cứ nói rằng là tu tại gia thì không cần vấn đề đó. Không phải, tu tại gia không cần phải bằng cấp đâu cả, nhưng chúng ta muốn đi bước lên một cái bậc cao hơn thì chúng ta phải có bằng cấp. Mà để chúng ta bước lên bậc cao hơn, có bằng cấp, chúng ta phải học, đi học trường, dạy về. Tại vì mọi người, chúng ta phải hội học trường mà dạy về Phật giáo, rồi chúng ta sẽ được cấp cái bằng. Sau khi cấp cái bằng mà chúng ta muốn đạt được, người ta gọi chúng ta bằng thích trí tuệ hay là thích gì đó, thì chúng ta phải có thời gian để người ta công nhận vấn đề đó. Phương em Phương Lê mới lại xong. Ok. Thì tôi nói mọi người nghe là thực tế là
mình cũng không hiểu là lý do nào mà cái Đức Tâm được dạy rất là hay như vậy, có trí nhớ rất là siêu phàm như vậy, mới 3 tuổi à cũng lên nói chuyện giống như một cái người mà đã có cái sự dạy dỗ rất đức độ. Mà tuy nhiên thì tôi không biết là tại sao mà Đức Tâm giỏi như vậy mà mọi người lại nói xấu Thiền Am. Mình nói mọi người nghe là cũng không biết nói như thế nào nữa. Có nhiều người á nói thì đụng chạm tới Phật giáo, nói thì đụng chạm với tôn giáo, thì Phương Giang Bay cũng không thích, tại vì mình nghĩ là mình cũng chưa thể làm một cái gì đó trong xã hội này mà mình đã được quyền mình lên mình dạy đời người này người kia. Tuy nhiên tôi thấy rằng á là đúng như những lời Đức Tâm nói thì Thiền Am là một cái nơi rất đức độ. Tuy nhiên đức độ thì khác, nhưng mà còn trình độ thế nào thì trong thời gian qua chúng ta đã biết rồi. Chúng ta muốn có một cái cuộc sống mà dạy dỗ người khác thì trước tiên chúng ta phải dạy dỗ bản thân chúng ta trước. Xin chào chị Josani McLevy. Ok, bên chị mấy giờ rồi? Cái sức ảnh hưởng của Thiền Am với khán giả rất là lớn. Tuy nhiên còn những hành động của họ lại trái ngược hoàn toàn. Chúng tôi đã theo dõi suốt 2 năm qua và chúng tôi không biết là nói như thế nào nữa. Phương Lê mới nói tốt thì nghe rồi, nhưng cái xấu Phương Lê cũng lên án. Thì tôi nói là mọi người là tôi cũng đi nói với tất cả những người bạn của mình. Tôi không biết là tại sao mà họ lên họ dạy những đứa nhỏ mà lên thuyết pháp như vậy rất là hay. Nhưng mà tại sao người lớn họ lại đi lên trên mạng phát biểu những vấn đề mà không nên phát biểu về 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 đạo đức? Mình cũng không hiểu nổi. Thực tế là mình cảm thấy là mình sao đó mọi người. Mình cảm thấy là nó làm sao á, mình cũng không hiểu nổi về vấn đề này. Gia đình tốt thì xã hội tốt. Xã hội tốt thì toàn là người tốt. Và khi người ta lấy chân thiện mỹ làm đầu thì tiền bạc người ta coi như phù du. Nhưng pháp tâm, đức tâm nói một điều mà những người bên Thiền Am lại nói một kiểu. Tại sao chúng ta tu hành, chúng ta lấy chân thiện mỹ làm đầu mà chúng ta lại thương người khác? Một lượt nguyên gia đình 8 người thưa thưa ông Thám Tử Cao. Tôi nói là cái vấn đề thưa hay gửi đó là vấn đề cá nhân. Tuy nhiên cái vấn đề thư gửi đó so với những cái lời Đức Tâm nói nó có đúng hay là sai? Các bạn thấy đúng hay là sai các bạn? Nhiều người không có coi nhiều tin tức thì là không biết. Vấn đề thì Nam thưa một người khác có nên công khai trên mạng xã hội để cho người ta biết hay là không? Công khai trên YouTube, công khai trên Facebook để cho người biết không? Rồi chúng ta lấy cái chân thiện mỹ làm đầu. Tại sao cái chữ từ bi đức độ mà Đức Tâm nói tại sao Thiền Am không áp dụng, đúng không? Giống như mình kể cho các bạn nghe về tâm từ lượng đó, bắt một cái người ăn trộm là nên nên tha hay là nên nên nên, nên đánh hay là thế nào đó, thì tôi nói mình muốn tha thì mình tha, mình muốn đánh thì mình đánh. Nhưng tuy nhiên thì mình phải nói cho người ta biết hành động ăn trộm là sai phạm và phải giác ngộ được hành động đó. Trong tương lai dù bất kỳ vấn đề trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng không có nên quay lại cái đường cũ. Đó là sự giác ngộ, đó đó là sự tâm từ. Chúng ta lấy tâm chúng ta phục thế, chứ tại sao chúng ta lại lấy cái lực pháp ra để chúng ta nói rồi chúng ta bảo rằng chúng ta là người tu hành, đúng không? Mình chúng ta là người tu hành thì chúng ta lại dựa vào lực pháp, rồi sau khi nói lực pháp thì các bạn bảo rằng đó là tại vì Thiền Am bị dồn đến đường chân cùng. Không phải. Nếu nói như vậy trong xã hội này đâu có ai khác nhau, đúng không? Ai cũng giống ai hết, đâu có ai khác nhau. Người ta khác nhau ở chỗ là cái sự xử lý, cái xử trí trên đời. Thì tôi nói như vậy đấy. Tôi cảm thấy là cái video của Đức Tâm lên thuyết pháp cũng rất là hay. Tuy nhiên thì không biết là họ có hành động giống như mà Đức Tâm nói hay là không.
nói rất có đạo đức, lấy chân thiện mỹ làm đầu, lấy cái cơ duyên, rồi nói rằng là tu thì không cần có bằng cấp, tu thì ở đâu tu cũng được, tu ở chùa cũng được, mà tu ở nhà cũng được, thì dẫn đến vấn đề đó quá đúng, không có sai chỗ nào cả. Nói tóm lại là trong lòng chúng ta có sự tu hành hay là không, là cái vấn đề đó là vấn đề rất là hay. Tuy nhiên khi mà chúng ta bảo rằng chúng ta đã tu rồi thì chúng ta phải, người ta kêu bằng cái gì, hỷ xả. Hỷ xả cho vai sĩ vả, chúng ta bao dung chứ chúng ta không bung dao. Các bạn có học những cái khóa ngắn hạn về đạo pháp, đạo làm người không ạ? Ai cũng nói câu này cả. Sau một cái khóa học về vấn đề tu hành, tu tại tâm, tu tại gia, thì vấn đề bao dung và vấn đề hỷ xả là lên hàng đầu. Chúng ta bao dung người ta sao chúng ta thưa? Chúng ta liên quan cái cơ quan tòa án, chúng ta thưa mướn được 5 luật sư. Chúng ta hỷ xả sao chúng ta đòi 3 tỷ mấy? Và chúng ta bảo rằng là bà trong dinh quá gì đó, tại sao không ở tù mà ở án treo, không có tội gì cả? Có phải là chúng ta nói một đàn chúng ta làm một nẻo không? Nói như vậy thì đừng có kêu tôi không phải đi theo mà tôi hỗ trợ, hay là đừng có kêu tôi đi theo mà tôi phản biện cho, đúng không các bạn? Chúng ta thấy rõ ràng là có cái sự sai lệch, cái sự sai lệch giữa lý thuyết và thực hành nó sai chệch một trời một vực. Bởi vì người ta hỏi là những người nói chuyện có đạo đức là sống như cái quy quy, không mọi người? Sống như cái quy quy, tại sao họ thích nói chứ không thích làm? Nói thì nói ai nói cũng được, nói thì người ta viết dây văn còn được nữa. Tại sao những diễn viên, những ca sĩ ở trên phim họ nói chuyện rất từ tốn, rất đạo đức, nhưng mà cuộc sống ở ngoài họ thì lại trái ngược hoàn toàn? Các bạn suy nghĩ xem, họ đóng phim về lòng hiếu thảo nhưng mà ở ngoài họ coi mẹ họ không ra gì. Các bạn bị nhầm tưởng giữa phim ảnh và đời ngoài đời thực. Xin chào chị Thúy Lê 76. Nói rất là dễ mà làm rất là khó. Giống như trường hợp mình nói vậy đó. Nếu mà trúng số tôi cho mẹ 1 tỷ, tới hồi trúng số cho 50 triệu à, mà còn nhận tên nhận số, vợ la cho 50 triệu mà thôi, bạn nó không nhận luôn, đúng không? Mình nói được thì mình phải làm được, chứ còn nói ra thì ai mà không làm được. Giống như trên trường hợp có một cái người cơn dông nó quét ngang một thị trấn, thì có một cái anh này, anh có một chiếc xe Honda. Bây giờ anh có những cái lựa chọn như sau. Thứ nhất là anh sẽ cứu một cái cụ già. Cụ già này là không có bà con quyến thuộc cả, nhưng mà cụ đi không có được, phải có người chở cụ mới đi được. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai nữa, ảnh sẽ cứu cái người bạn từng đi bộ đội chung với mình và từng đỡ đạn cho anh ta. Anh kia là ân nhân của anh này. Nếu trong cơn hoạn nạn mà ảnh không cứu anh kia thì ảnh là người lấy quán trả ơn, là người không có biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây hay thế nào đó. Còn cái người thứ ba trong câu chuyện này, đó là cái người yêu của ảnh. Thì trong một trong ba trường hợp đó, các bạn chở ai, các bạn cứu ai? Tôi đố các bạn đó. Trong ba trường hợp đó, một là cụ già, hai là người yêu. Nói vợ cái sao không cứu luôn. Nói vợ cái sao nhìn người không cứu. Thứ hai là người yêu. Thứ ba là người bạn, đồng đội của mình. Người đồng đội của mình đã vào sanh ra tử của mình, và chính anh này đã cứu mạng mình. Bây giờ trong ba người đó, chiếc xe này chỉ chở được có một người thôi. Các bạn cứu ai trong ba người đó? Đây là một cái câu hỏi phỏng vấn để mà nhận một cái người vào làm công việc đó các bạn. Nếu các bạn trả lời đúng thì tôi bảo rằng những cái người trả lời đúng đó, trong dù trong hoàn cảnh nào, ai cũng có thể là giải quyết được vấn đề. Ok, các bạn tính xem các bạn cứu ai trong trong ba người đó, các bạn cứu ai? Các bạn nói nhanh đi nào. Ok, xin chào chị Nhận Quệ Ngọc. Thì các bạn có thể là qua kênh Đạo Pháp Thiền Am Bờ Vũ Trụ để xem lại video clip đấy, để xem lại video clip đấy, để xem như pháp ta đức tâm nó như thế nào. Rồi chúng ta sẽ trở lại, tối nay chúng ta sẽ trở lại để chúng ta bình luận về câu chuyện này. Thì các bạn không có câu trả lời cho cái câu chuyện mình kể thì mình trả lời cho các bạn luôn.
Đáp án của câu chuyện đó là cái anh này anh sẽ bỏ xe lại cho người đồng đội của ảnh chở bà già đi. Ảnh sẽ ở lại với người yêu của ảnh. Vì chúng ta sẽ ở lại với người yêu chúng ta dù trong bão tố hay là dù những hoàn cảnh khắc nghiệt nào đó, chúng ta cũng không có bỏ nhau. Còn vấn đề anh này anh không bỏ được cái người mang ơn của mình, cái người cứu của mình. Và anh không thể nào thấy chết mà không cứu. Do đó anh phải bỏ chiếc xe Honda lại, anh đưa chiếc xe Honda của mình cho người đồng đội của mình để cứu bà già đi. Và anh ta ở lại với người yêu của anh ta. Là kết thúc câu chuyện rất là đẹp. Tuy nhiên cái đó chỉ là lý thuyết. Một lý thuyết rất hoàn mỹ và rất hoàn hảo. Hầu như là không có kết quả nào tốt hơn kết quả mà mình mới được đưa ra. Đó là đưa chiếc xe cho người đồng đội cũ chở bà lão rời đi giữa cơn bão tuyết. Và anh này sẽ ở lại với người mình yêu thương. Dù cho có giông bão chăng nữa thì người ta sống chết có nhau, người ta không bỏ nhau. Đó là kết cục hoàn mỹ với câu chuyện mà Phương Nam Bay vừa kể quý vị nhé. Và quý vị nhớ kết quả này để khi mà chúng ta đi nộp đơn mà có ai cắt cớ hỏi về cái kết quả này thì chúng ta sẽ trả lời. Tuy nhiên có một cách trả lời thông minh hơn là cách trả lời của Phương Nam Bay nữa, là trả lời thực chừng nào thực tế nó xảy ra tôi sẽ trả lời cho anh nghe. Ví dụ trong hoàn cảnh thực tế tôi chạy xe đó lại, người đồng đội của tôi không thèm, tôi để xe lại, anh ta không thèm, anh ta lấy, anh ta chạy sao vậy, anh ta không biết chạy xe rồi làm sao. Ví dụ tôi đặt dấu hỏi ra là anh ta không biết chạy xe và bà già đó ngồi trên xe ngồi không được, chỉ ngồi trên xe lăn thôi chứ xe hai bánh là ngồi không được, này cũng bó tay đúng không? Rồi khi mà chúng ta ngồi lại tới người yêu cũ của chúng ta, chắc gì cô ta chịu cho chúng ta ngồi ở lại đúng không? Trời ơi sao anh ngu quá, cái chết đến nơi rồi anh ở với em để làm gì đúng không? Nó có rất, nếu mà thực tế nó có rất nhiều cái câu hỏi để trả lời chứ không phải dân chơi. Mà cái nhiều khi cái tình huống xảy ra là chúng ta không chạy lại được tại chỗ đó, mà cái chỗ đó nó bị bão tuyết vùi lấp hết, có khi chúng ta chạy xe về một mình luôn, ba người đó là nằm ở đó luôn chứ không có thể là được. Đó là thực tế chứ anh ngồi trong cái cuộc sống yên bình anh nói chuyện đề thiên đề thánh cái gì anh nói không được. Khi mà ra thực tế rồi thì người ta mới kiểm nghiệm được cái lời anh nói đúng hay là không thôi. Trong câu chuyện Đức Tâm nó cũng vậy. Một gia đình mà biết tu hành thì xã hội sẽ biết tu hành. Mà tu hành để làm gì? Tu hành để sửa sửa sai. Sửa sai để làm gì? Sửa sai để chúng ta ra còn có đạo đức. Có đạo đức để làm gì? Chúng ta phân tới. Có đạo đức là cái người mà biết xử sự hầu như là không có sự giận hờn trong con tất cả ngoài miền xã hội, và họ sẽ nhận cái phần thiệt về họ. Nếu hai người cãi lộn với nhau, một người có tu và một người không có tu, thì tôi nghĩ rằng người có tu sẽ nhường cho người không có tu, và họ sẽ nhịn cái người tu, sẽ nhẫn cái người tu, người tu sẽ nhẫn nhịn với cái người không biết tu. Là cái người kia hỏi ủa sao tôi chửi anh quá mà nín thinh vậy, tôi chửi tôi mắng anh quá, tôi làm cho anh thiệt thòi quá nên thành thì không, tôi là người có tu hành mà tôi biết được nhân quả. Tôi và anh cãi lộn với nhau không có kết cục nào tốt cả thì thôi tôi nhận cái phần sai về mình. Đó là sự tu hành hợp pháp và tu hành tu thật. Đúng không? Còn chúng ta tu giả thì chúng ta cãi lộn với nhau thôi, chúng ta gặp người khác cái chúng ta mặc áo đầu sầu vào, chúng ta gõ mõ tụng kinh. Hết người khác cái chúng ta cởi cái áo ra, chúng ta mặc áo vest tông vào. Chúng ta đi vào quán bar, chúng ta ăn nhậu. Rồi tối tối về chúng ta ngủ bình thường sáng ra chúng ta lột cái áo đó ra bỏ, chúng ta mặc cái áo nâu nâu sầu lại, chúng ta tụng kinh được. Đó là tu giả và đạo đức giả, người ta kêu bằng đạo đức giả đó. Còn cái người mà tu hành thật sự không cần phải thoát lên những lời đó, những cái hành động của người ta, thực tế của người ta thì các bạn sẽ hiểu đúng không? Giống như Đức Phật mà đi hóa duyên mà xin một cái chén cháo cháo thiêu của một cái người mà ăn mày á, thử xem cái người này có biết thương người hay là không. Tại vì cái người khốn cùng nhất trong xã hội này là cái người ăn mày không có gì cả, người ăn xin không có gì cả. Ông Phật ông lại ông xin, ông chỉ vô cho bác cháo, ông nói cho tôi nữa, hóa duyên cho tôi nữa chén cháo, tôi đói quá rồi. Cái người ăn mày này cảm thấy rất là bối rối, tôi là ăn mày tôi đâu có gì đâu mà tại sao xin tôi. Không, vẫn còn nửa chén cháo đó, chén cháo đó. Nói không, ông ăn chén cháo này không được, chén cháo này chỉ dành cho những người ăn mày như tôi thôi.
Ông là người tu hành đừng nên ăn những chén như thế này. Nói nếu nếu mà thí chủ ăn được thì tôi cũng ăn được. Bây giờ thí chủ cho hay không thì thí chủ hãy nói. Thì cuối cùng là cái người ăn mày đó lấy cháo của mình cho Đức Phật ăn. Mà chẳng những vậy mà trong quá trình bưng cái dáng cháo cho gót qua cái bát cái bát cái bình bát á thì lại nhiễu những cái giọt. Biết gì không? Cái người này bị bệnh cùi á, nhiễu những cái giọt mủ. Rồi không ngăn lại, không không cho Đức Phật uống. Nói là ê, đừng đừng uống. Cháo này đã thiêu rồi mà còn bị cái sự mà dơ giấy như vậy, đừng đừng uống, đừng uống. Nhưng mà Đức Phật cầm uống tỉnh bơ. Không thể nào từ chối được một cái lòng tốt của người khác. Từ chối một lòng khác của người khác làm cho người ta buồn phiền cũng là cũng bị tội đó các bạn. Thì tôi nói các bạn nghe, đó là sự tu hành thật sự của Đức Phật. Đức Phật muốn nói với mọi người, dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào, nếu chúng ta thoát được cái từ sự từ bi của chúng ta ra thì chúng ta cũng thành Phật mà thôi. Cái người không có gì cả, giống như người ăn mày đó, chỉ có một bát cháo thiêu thôi. Xin thử coi cho không. Thì cái người đó nếu mà tham lam đâu có cho. Tôi cho ông rồi tối tôi đơn nhịn đói sao? Tôi là cái người tứ cố vô thân, tôi cho anh rồi tôi nhịn đói hả cái gì? Nhưng mà cho rồi thì người này cảm cảm nhận lại cái sự tình thương mến rất nhiều và người ta biết rằng sự bao dung trong câu chuyện mà tôi kể các bạn rất là hay, cái sự bao dung đúng không, người ta làm mình cách nào cũng được, người ta muốn cho mình cách nào cũng được, nhưng đó là tấm lòng của người ta và mình là cái người bao dung mọi chuyện, đó là tu thật. Tôi cũng mong muốn rằng trong cái buổi thuyết pháp của Đức Tâm thì mọi người họ học được những vấn đề nào mà những vấn đề nào mọi người chưa có học được, còn người lớn có học được không, người lớn ở trong thiền am có học được không, chúng ta hãy chờ thời gian sẽ trả lời, chứ không phải nói được mà làm không được thì thua à, đúng không, nói được không được thua thua à. Vậy cái gì chúng ta tu hành mà chúng ta ví chúng ta như người bình thường thì cũng không được, chúng ta phải có một cái gì đó để người ta phân biệt được giữa một cái người tu và người không tu, đúng không? Còn chúng ta không phân biệt được tức là hai người đó không ai tu được hết, đúng không? Ta phải phân biệt được, đúng chưa? Giống như hai người cùng đi trên một cây cầu mà cây cầu đó chỉ dành cho chỉ có một người đi thôi, thì cái người tu hành sẽ nhường cho cái người không tu, người ta đi trước. Ai cũng bảo việc nhẹ nhàng, gian khổ thuộc về ai? Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bây giờ? Anh xin mời thí chủ đi trước. Ủa anh đi trước đi, anh bận công việc không? Tôi xin mời thí chủ đi trước. Tôi không không cần phải vội vàng gì trong cuộc đời này cả. Đúng không? Tôi không cần vội vàng gì trong cuộc đời này cả. Tôi là người tu hành, tôi là người tu thật. Thí chủ đi trước đi, tôi đi sau. Không có gì làm khó tôi được cả. Đó trời ơi, người tu tu thật nó vậy đó các bạn. Ok. Chúng ta yêu nhau quá mà gia đình cấm hai mình cùng nhau đi nhảy sông nha. Cô gái đã nhảy còn chàng trai nghĩ tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi về. Không phải chị. Ở cuối video này á thì hai cái người nam nữ dắt tay nhau đi chung, đi lên cái cầu. Nói nếu mà chúng ta không có thể là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì chúng ta sẽ là một cái đôi uyên ương. Cùng ngày cùng tháng cùng năm. Vừa nói dứt xong chàng trai nhảy cái bụng xuống đó. Cái cô gái không có nhảy. Cô gái nói tôi không có thằng chồng ngu. Nó mới nói gì thôi nhảy rồi thì biết ngu rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tâm trọng tất cả mọi người nha. Bye bye, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Bye bye. Mọi người xem video lại là ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người.